Hôm nay, chúng ta sẽ học về điều kiện bằng nhau của tam giác ba cạnh bằng nhau. Khi đạt được những điều sau thì ta sẽ gọi hai tam giác bằng nhau. Cả ba cạnh của hai tam giác đều bằng nhau. Để hiểu rõ hơn, hãy nhìn hình sau. Hãy nhìn hình bên phải. Ta có hai tam giác AB bằng A', B'. BC bằng B', C'. CA bằng C', A'. Khi đạt được ba điều kiện trên, ta nói hai tam giác đó bằng nhau và ta có thể sử dụng ký hiệu để biểu thị như hình bên tay trái. Như vậy là ta đã học xong về điều kiện bằng nhau của hai tam giác ba cạnh bằng nhau. Tiếp theo là phần luyện tập. Sau khi câu hỏi hiện ra, các em hãy bấm nút để màn hình dừng lại và sau đó mới thực hiện giải bài. Giải xong thì bấm nút để câu hỏi hiện ra rồi khoanh tròn vào câu mình vừa giải. Giờ chúng ta so đáp án với nhau nhé. Câu 1. Tam giác ABC bằng tam giác KJL. Câu 2. Điều kiện bằng nhau là cả ba cạnh bằng nhau. Các em có làm đúng cả hai câu không nào? Cuối cùng là phần ôn tập bài ngày hôm nay. Khi đạt được những điều sau thì ta sẽ gọi hai tam giác bằng nhau. Cả ba cạnh của hai tam giác đều bằng nhau. Để hiểu rõ hơn, hãy nhìn hình sau. Hãy nhìn hình bên phải. Ta có hai tam giác AB bằng A', B'. BC bằng B', C'. CA bằng C', A'. Khi đạt được 3 điều kiện trên, ta nói hai tam giác đó bằng nhau và ta có thể sử dụng ký hiệu để biểu thị như hình bên tay trái. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.